Quý vị và các bạn thân mến, cùng với các địa phương trong huyện, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn xã Thạch Cẩm đang khẩn trương thu hoạch toàn bộ diện tích mía nguyên liệu, đảm bảo năng suất, chất lượng và đạt kết quả kinh tế cao. Có mặt tại cánh đồng mía thôn Thành Quang những ngày này sẽ cảm nhận được một không khí hối hả khẩn trương thu hoạch, bốc xếp vận chuyển mía nguyên liệu kịp cho nhà máy của bà con nông dân nơi đây. Gia đình tôi làm thì cũng được 9, năm nay cũng được 9 sào. Thì so với lại giá cả của năm ngoái thì hắn hơn, có tăng hơn. Tất nhiên là hắn cũng, nhà máy người ta cũng đo theo cái độ lượng đường. Được biết, niên vụ năm 2020-2021, xã Thạch Cẩm, một trong những địa phương nằm trong vùng mía nguyên liệu trọng điểm, cung cấp cho nhà máy mía đường Việt Đài. Đến thời điểm này, Thạch Cẩm đã thu hoạch được 90% diện tích trên tổng số hơn 542 hectare. Năng suất bình quân ước đạt 100 tấn trên hectare. Để kịp thời khuyến khích bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, từ sau Tết Nguyên đán, công ty cổ phần mía đường Việt Đài đã nâng giá thu mua mía tại bãi lên 850.000 đồng trên tấn đối với trữ lượng đường 10cc, tăng 20.000 đồng trên tấn so với thời điểm trước Tết. Thời điểm bây giờ thì toàn hợp tác xã đã thu hoạch được 90% diện tích rồi, còn lại 10%. Thì trong 1-2 ngày tới, theo cái lịch kết thúc của nhà máy là chúng tôi sẽ tiến độ sẽ kịp. Đấy. Thứ hai nữa là về cái vấn đề cho niên vụ 21-22, thì trong thời điểm trước Tết thì chúng tôi đã huy động lực lượng là máy của địa phương, máy cày của địa phương và máy của công ty đã tiến hành làm đất, đến thời điểm bây giờ đã đạt đến là hơn 70 ha là diện tích đã giải phóng đất xong. Và hiện tại bây giờ là sau Tết thì chúng tôi đã tiến hành là bước vào là bà con là vừa thu hoạch, vừa lấy giống và vừa tiến hành trồng mía. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía nguyên liệu, trong những ngày này, xã Thạch Cẩm đang triển khai chỉ đạo giải phóng đất trồng mía vụ mới. Theo kế hoạch niên vụ 2020-2022, Thạch Cẩm sẽ trồng mới hơn 100 hectare, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và tiếp tục chăm sóc hơn 300 hectare mía lưu gốc. Với việc công ty mía đường Việt Đài tiếp tục có chính sách cho người dân ổn định vùng trồng mía trên địa bàn, qua đó xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.